khi chơi golf không chỉ là vung gậy. Đây là những bài học cuộc sống đáng giá mà bạn có thể thu nhận được trên sân golf. Khi đánh những cú hỏng, tôi không thể không nghĩ về những bài học giống nhau trong việc học đánh golf và thành công trong cuộc sống cũng như kinh doanh. 1. Cú đánh hỏng không quan trọng, quan trọng là bạn làm gì tiếp theo. Đau khổ về một cú đánh hỏng sẽ không khiến bạn đánh khá hơn trong lần tiếp theo. Trên thực tế, cứ suy nghĩ về nó sẽ khiến tâm trí bạn chỉ thêm tiêu cực, điều cuối cùng cũng sẽ phá hủy sự tự tin của bạn. Tốt nhất là bạn nên nghĩ về trận golf hay nhất của mình và tưởng tượng lại xem lúc đó mình cảm thấy, nghe thấy, nhìn thấy gì khi đó. Đặt tâm trí mình vào thời điểm tự hào đó để chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo sẽ giúp bạn đạt năng suất hơn nhiều là chìm vào trải nghiệm tồi tệ lúc trước. Tôi vẫn còn nhớ một lần đi thuyết trình kế hoạch kinh doanh thành công và tôi bật đi bật lại những trải nghiệm đó trong đầu bất cứ khi nào tôi phải đi diễn thuyết. Tôi nhắc nhở mình về cái cảm giác ấy tuyệt vời thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt những khán giả đang chăm chú lắng nghe và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực từ họ. Tất cả những thứ đó giúp tôi có được một trạng thái tinh thần đúng đắn để bắt đầu thuyết trình. 2. Bạn càng luyện tập chăm chỉ, bạn sẽ càng gặp may mắn. Trong golf và trong kinh doanh, cú đánh may mắn thường là kết quả của sự chăm chỉ làm việc và luyện tập. Không có gì thay thế cho việc siêng năng học những bài cơ bản và các chiến thuật cho đến khi may mắn thực sự chỉ có nghĩa là trải nghiệm, kiên trì và suy nghĩ tích cực. Trong kinh doanh, thường những năm đầu người ta cũng phải học các luật chơi và học hỏi trải nghiệm. Những năm sau mới là lúc áp dụng những điều đã học và truyền thụ chúng cho người đi sau, không phải như một đống lý thuyết mà là những trải nghiệm sâu sắc cá nhân. Nhờ đó mà các người tiền nhiệm lại có thể gặp may. 3. Hãy vui vẻ và tận hưởng từng phút giây. Quan sát một người chơi golf hay một doanh nhân thành công, một trong những thứ thường tỏa sáng đó là sự đam mê về việc họ đang làm. Không nghi ngờ gì, những người thành công nhất sẽ nói với bạn rằng vui vẻ đồng nghĩa với việc làm điều họ thích và cảm thấy được truyền cảm hứng và có động lực. Vui vẻ nghĩa là tận hưởng từng phút giây và làm hết sức mình. Tôi coi bản thân là một người rất may mắn khi có một công việc vui vẻ không kém gì môn thể thao ưa thích này của đời mình. Theo trí thức trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé.